Chào mừng các em đã đến với VKVKVK sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng. Qua bài này, các em sẽ được biết vị trí của đồng trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử và tính chất của đồng. Biết một số hợp chất quan trọng của đồng. 1. Mã, vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. Đồng, ký hiệu Cu, ở ô số 29, thuộc nhóm 1B, chu kỳ 4 của bảng tuần hoàn. Nguyên tử đồng có cấu hình electron bất thường. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3D10, 4S1. Viết gọn là mở móc vuông AR đóng móc vuông 3D10, 4S1. Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng và 18 electron ở lớp bên trong sát lớp ngoài cùng. Do phân lớp 3D có 1 electron ở phân lớp 4S chuyển sang, nên đồng dễ nhường electron ở lớp ngoài cùng và electron của phân lớp 3D. Do đó, trong các hợp chất đồng có số oxy hóa cộng 1 và cộng 2. 2. Mã, tính chất vật lý. Đồng là kim loại màu đỏ, có khối lượng riêng lớn, D bằng 8,98 g trên cm khối. Nóng chảy ở 1083 độ C. Đồng tinh khiết, tương đối mềm, dễ kéo dài và rất mỏng. Đồng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, chỉ kém bạc và hơn hẳn các kim loại khác. 3. Mã, tính chất hóa học. Đồng là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu. 1. Tác dụng với phi kim. Ở nhiệt độ thường, đồng có thể tác dụng với clo, brom, nhưng tác dụng rất yếu với oxy tạo thành màng oxit. Khi đun nóng, đồng tác dụng được với một số phi kim như oxy, lưu huỳnh, nhưng không tác dụng được với hiro, nitơ và carbon. 2Cu cộng O2 dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra 2CuO. 2. Tác dụng với axit. Trong dãy điện hóa của kim loại, đồng đứng sau hiro và trước bạc. Đồng không khử được nước và ion H+ trong dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Với các dung dịch H2SO4 đặc nóng và HNO3, đồng khử lưu huỳnh từ cộng 6 xuống lưu huỳnh cộng 4 và nitơ từ cộng 5 xuống nitơ cộng 4 hoặc nitơ cộng 2. Ví dụ, Cu cộng 2H2SO4 đặc. Trong đó, lưu huỳnh có hóa trị cộng 6. Dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra CuSO4 cộng SO2 bay lên. Trong đó, lưu huỳnh có hóa trị cộng 4 cộng 2H2O. Cu cộng 4HNO3 đặc. Trong đó, nitơ có hóa trị cộng 5. Cho ra Cu mở ngoặc NO3 đóng ngoặc 2 lần, cộng 2NO2 bay lên. Trong đó, nitơ có hóa trị cộng 4, cộng 2H2O. Hoặc 3Cu cộng 8 HNO3 loãng. Trong axit nitơ có hóa trị cộng 5, cho ra 3Cu mở ngoặc NO3 đóng ngoặc 2 lần, cộng 2NO bay lên, trong đó nitơ có hóa trị cộng 2, cộng 4H2O. 4. Mã, hợp chất của đồng. 1. Đồng 2 oxit. Đồng 2 oxit CuO là chất rắn màu đen không tan trong nước. Đồng 2 oxit là oxit base, tác dụng dễ dàng với axit và oxit axit. Ví dụ, CuO cộng H2SO4 cho ra CuSO4 cộng H2O. Khi đun nóng, đồng 2 oxit dễ bị hiro, oxit carbon khử thành đồng kim loại. Ví dụ, CuO cộng H2 dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra Cu cộng H2O. 2. Đồng 2 hydroxit. Đồng 2 hydroxit CuOH 2 lần, là chất rắn màu xanh không tan trong nước. Đồng 2 hydroxit là 1,3G, dễ dàng tan trong các dung dịch axit. Ví dụ, Cu mở ngoặc OH đóng ngoặc 2 lần, cộng 2HCl cho ra CuCl2 cộng 2H2O. Đồng hydroxit dễ bị nhiệt phân. Cu mở ngoặc OH đóng ngoặc 2 lần dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra CuO cộng H2O. 3. Muối đồng 2. Dung dịch muối đồng 2 có màu xanh. Muối đồng thường gặp là muối đồng 2 như clorua đồng CuCl2, sunfat đồng CuSO4, nitrat đồng Cu mở ngoặc NO3 đóng ngoặc 2 lần. Muối đồng 2 sunfat kết tinh ở dạng ngậm nước, CuSO4 ngậm 5 phân tử nước có màu xanh, dạng khan có màu trắng. Ví dụ, CuSO4 ngậm 5 phân tử nước cho ra CuSO4 có màu trắng cộng 5H2O. 4. Ứng dụng của đồng và hợp chất của đồng. Những ứng dụng của đồng chủ yếu dựa vào tính chất dẻo, dẫn điện, tính bền và khả năng tạo ra nhiều hợp kim. Ngày nay, đồng vẫn là kim loại màu quan trọng nhất đối với công nghiệp và kỹ thuật. Trên 50% sản lượng đồng dùng làm dây dẫn điện và trên 30% làm hợp kim. Hợp kim của đồng như đồng thau, đồng có kẽm, đồng bạch, đồng có niken. Hợp kim đồng có nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, như dùng để chế tạo các chi tiết máy, chế tạo các thiết bị dùng trong công nghiệp đóng tàu biển. Hợp chất của đồng cũng có nhiều ứng dụng. Dung dịch CuSO4 dùng trong nông nghiệp để chữa bệnh mốc xương cho cà chua, khoai tây. CuSO4 khan dùng để phát hiện dấu vết của nước trong các chất lỏng. Đồng carbonat 3G, CuCO3, ngậm Cu mở ngoặc OH đóng ngoặc 2 lần, dùng để pha chế sơn vô cơ màu xanh, màu lục. Bài tập 1. Cấu hình electron của ion đồng 2 cộng là A. Mở móc vuông AR đóng móc vuông 3D7. B. Mở móc vuông AR đóng móc vuông 3D8. C. Mở móc vuông AR đóng móc vuông 3D9. D. Mở móc vuông AR đóng móc vuông 3D10. 2. Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lít khí duy nhất NO ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại M là A. Mg, B. Cu, C. Fe, D. Zn. 3. Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A. 21,56 gam, B. 21,65 gam, C. 22,56 gam, D. 22,65 gam. 4. Đốt 12,8 gam đồng trong không khí, hòa tan chất rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5 m, thấy thoát ra 448 ml khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. A. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. B. Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn. 5. Hòa tan 58 gam muối CuSO4 ngậm 5 phân tử nước. Vào nước được 500 ml dung dịch A. A. Xác định nồng độ mol của dung dịch A. B. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng. 6. Một thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO3, nồng độ 32%, với D bằng 1,2 gam trên ml. Đến phản ứng hoàn toàn, khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích dung dịch AgNO3 đã dùng để ngâm thanh đồng. Giả thiết toàn bộ lượng bạc tạo ra bám hết vào thanh đồng. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp